Ok, hello anh em nha. Bữa nay tôi sẽ review trái Kage Kagenomi, một trái thuộc sở hữu của một cựu thất phụ hải là Gekko Moria. Trái này là một trái thuộc hệ Paramecia, cho phép người dùng điều khiển bóng và thao túng cái bóng của người khác. Thì trong game này thì trái này nó có tổng cộng là 4 chiêu, nhưng mà chiêu thức của nó thì phụ thuộc vào phần lớn là chiêu sách. Như em thấy là hiện tại đây mình đang có cái hộp màu đen này, nó gọi là black box, nghĩa là cái hộp đen anh em. Thì khi mà trong trong phim thì cái Komura nhốt địch thủ vào trong cái hộp này và dùng sức mạnh đánh cái hộp dẹp lép luôn, sau đó là đối thủ sẽ bị thương. Đây mình cho bạn này cái Haki Book nãy mình mới tìm được. Điểm của mình là 750 nha anh em. Thì ok, bắt đầu review chiêu hình nên giờ để mình nhốt mấy anh niên này một chút xíu nữa. Anh em thấy mình đang nhốt anh niên này trong cái hộp này, anh niên này không biết cách ra. Thì mình nhốt ở đây là coi như chặn hết mọi đường luôn. Anh em xem. Thì cái điểm Devil càng cao thì cái hộp Black Box thì càng bự. Anh em thấy không? Cái đường ra không có luôn. Cái này là mấy anh em ăn cái quỷ nhảy xuống là chết luôn nè. Rồi chỗ này cũng có chút xíu thôi. Thì không có lối ra nha anh em. Rồi coi như xong. Nhưng mà nếu mà anh em biết thì anh em có thể chạy ra được. Còn anh em không biết thì anh em chạy ra không được. Đó. Ok thì để thả mấy anh em khác ra thì để mình review cái này nha. Rồi. Thì cái trái này á, nó không mạnh nhưng mà nó có thể giúp anh em là tạo ra một cái thằng đệ để mà giúp mình đánh Luffy farm điểm Devil Fruit. Thì ở đây là chiêu đầu tiên là chiêu sách là tạo ra một thằng đệ này. Thằng đệ này thì nó không có giống như là nó không có kiểu như không có mạnh bằng cái thằng của cái trái Ito Ito anh em. Tại trái Ito Ito là cái thằng đệ nó sẽ sử dụng được hết tất cả các chiêu thức của mình luôn. Sử dụng một cách tự động. Còn đây anh em nếu mà sử dụng chiêu thức thì sẽ mất thằng đệ. Lấy ví dụ như bây giờ bấm chữ X. Mình quay review qua tới chữ X luôn anh em. Chữ X là thằng đệ sẽ biến thành dơi như thế này. Thì cái mức độ đông của đàn dơi này phụ thuộc vào điểm Devil Root. Devil Root càng cao thì dơi càng nhiều. Đó, anh em thấy. Devil Root càng cao dơi càng nhiều. Thì đàn dơi này có gây đam nha anh em. Thì nó gây đam theo thời gian. Thì mình cũng chưa biết là cái đàn dơi này có ảnh hưởng tới Haki hay không. Chắc là không đâu. Tại vì năng lực giác quỷ thì nó không có chiêu thức từ lực giác quỷ thì nó không có ảnh hưởng đến Haki. Ý mình là bật Haki lên nó cũng không có tăng đam á anh em. Đó, em thấy cái thanh niên này xài trái thằng hình nè. Bật Haki nó bị lắc anh em, bật Haki nó đang thui hai cái tay với hai chân nè. Vui. Rồi, ở đây. Rồi, thì mình giữ ít thì dơ nó sẽ bay, chỉ chuột đâu thì dơ bay theo đó. Đây mình làm lại lần nữa. Đây, chỉ chuột đây thì dơ bay vào đây, chỉ vào đây. Tại vì chỉ ra biển anh em. Nên là mất giác quỷ, mất năng lực giác quỷ. Vậy mà mình chỉ đây, giữ đây, bay vòng về, thôi em thấy không? Bay vòng vòng vậy đó. Thì mật độ đang dơi phụ thuộc vào điểm Devil Root. Devil Root điểm càng cao, dơi càng nhiều, như vậy thôi. Thì cái lượng đam thì mình vẫn chưa test được. Nhưng mà mình nghĩ là cái trái này đánh Luffy không có đau đâu em. Chủ yếu là nó giúp mình là tăng lên mấy thằng đệ này ra nè. Là tăng cái Luffy mình đứng ngoài mình chém thôi. Chứ không có tác dụng gì nhiều. Ok, chiêu C. Chiêu C là một chiêu hay. Mình sẽ đổi vị trí với thằng đệ mình. Thằng đệ đang đứng đây phải không? Đó. Đổi vị trí đó, bấm C cái là đổi vị trí. Hôm qua mình thử lấy cái trái này cho mấy thanh niên ăn trái kim cương anh em. Mình cầm cái vũ khí này, cầm cái zeta này nè, cái thằng đệ mình nó chạy lại đánh cái thằng ăn trái kim cương. Thì trái kim cương nó bị đánh thường, nó đâu có tác dụng, đâu có mất đam, mất máu nhiều đâu. Cái mình dịch chuyển lại, mình gõ cho nó gãy, xong cái nó biến thành dạng thường á, cái đầu thằng đệ mình nó bay lại, nó đập tới tấp luôn, chết quen kim cương luôn. Một
trái này để troll thôi, troll cũng được. Ok, tới chiêu cuối cùng nha. Chiêu cuối cùng là cái chiêu nãy mình cho em xem đó, biến nguyên một cái hộp bự black box đó, mình sẽ biến mất thằng đệ mình, đã biến thằng đệ mình thành cái black box này. Thì cái độ lớn của cái khối hộp này thì phụ thuộc vào điểm double root, điểm càng cao thì hộp càng bự, chỉ vậy thôi. Thì mình nghĩ là mình sẽ qua đảo Luffy để đánh, để review cho anh em xem coi cái đam của trái này như thế nào. Thì mình chú ý là mình chắc có lẽ là đam về cái đánh thường của thằng đệ với lại cái chiêu con dơi anh em, thì nó gây đam thôi, còn mấy cái chiêu khác không gây đam. Cái chiêu cái hộp mà nó biết là có tác dụng gì nữa, mình nghĩ là chắc để dành để troll nhốt anh em lại thôi, giống như chế bari bari thôi mà. Rồi, ok, vậy tới Luffy rồi. Hiện tại server này khá lắc anh em ạ. Đây, thằng đệ ra, thằng đệ đánh bao nhiêu đam nhỉ? Thì cho là Luffy nó lại là người cao su, cho nên là đánh không có đam đâu, bảo đảm luôn. Thằng đệ đánh thường mà đâu có đam đâu, đánh vô, đâu không có đam đâu anh em. Người cao su mà đâu đâu có chịu sát thương bởi như nào đánh thường đâu, mình phải đập cái cây này sẽ mất năng lực cao su trước nè. Thằng đệ mình đập, đó, đó 625 đam đòn đánh nha anh em. Thì em phải đứng sau, em cầm cái JT này bữa, thì cái thằng đệ đánh mới có đam. Trái này khá là cùi, mặc dù là một trái rare nhưng mà nó yếu này mà. Rồi tiếp theo là chiêu dơi, biến thành dơi đây. Thì mình không biết là chiêu dơi này điều khiển sao cho nó đúng nữa. Thì coi coi dơi có đánh trúng cái nào không. Chiêu dơi nó đánh không trúng này mà. Chơi không gây đam cho Luffy sao? Kỳ vậy. Mình thấy không gây đam đây mà. Trái này chơi khá chán anh em, không có hay. Nó 156,25 nếu mà đánh trúng. Thì có lẽ là do server lắc cho nên là nó không có đam không được liên tục. Nếu mà đam chơi server không lắc thì cái gây đam liên tục là 156,25 đam một giây nha anh em. Thì nó sẽ có hiệu lực trên cả ngay khi Luffy là không bị đánh kịp, đã bị đánh bởi cây này. Ok rồi, hai cái chung chế này khá yếu nè. Thì để mình chỉ anh em cách farm điểm level root bằng cái trái này. Thì đầu tiên em gọi thằng đệ ra như thế này đây, rồi em cầm cái Riphon nha, phải có Riphon nha, đứng từ xa chém như thế này, cứ chém vậy thôi. Thằng đệ mình tăng mà, Luffy đánh đệ mà dám đánh mình đứng đánh thôi đó. Em thấy mình cứ đứng từ xa mình chém như thế này, nó giống tương tự như trái của Doflamingo á, nhưng mà cái trái của Doflamingo nó đa năng hơn trái này. Trái này mình khuyên anh em là đừng có nên ăn, nó cùi, nó không hay đâu. Ok thì clip của mình tới đây là kết thúc. Thì mong anh, hy vọng là anh em nhấn một like, share, subscribe channel của mình. Cảm ơn anh em rất nhiều.